Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không giấu giếm việc làm sai trái, những người này chỉ vẽ bảnh bao, cầm sắp tiền, tung hô trên mạng, chuyên mua bán tiền giả để ai có nhu cầu vào trao đổi. Ai có lòng tham sa vào bẫy khi nhóm này còn tung ra thêm cú lừa xảo quyệt. Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 5 người cầm đầu gồm Phạm Minh Thành, Nguyễn Hoài Tâm, Nguyễn Hữu Nghĩa, Tô Hoàng Bảo Thuy cùng ở Lâm Đồng và Trần Hoài Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra ghi nhận có một nhóm chuyên quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội, đặt trụ sở tại thành phố Bảo Lộc, hoạt động ở quy mô toàn quốc. Công an đồng loạt tấn công vào 4 tụ điểm của đường dây lừa đảo này tại các căn nhà cho thuê, thu giữ nhiều tang vật cùng nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng được đóng gói dán tiền âm phủ. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm người tạo tài khoản Facebook ảo rồi thuê chạy quảng cáo rao bán tiền giả. Khi đặt mua, khách hàng không cần đặt cọc tiền, chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Cách giao dịch của nhóm tội phạm là đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng, sau đó cho các loại bột khử mùi, xi măng, tiền âm phủ vào bên trong hộp. Số kiện hàng này sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả, theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao. Trong 6 tháng hoạt động, đường dây này giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Nhóm người Trung Quốc đang trên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để lập đường dây lừa đảo công nghệ cao. Nếu vào trót lọt thì những người này kẻ tung người hứng, dựng lên mạng kịch lừa nhiều người vô tội. Sáng nay 5 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố nhóm một người Lào, hai người Việt Nam và 6 người Trung Quốc vượt biên trái phép. Đường dây bị lật tẩy khi đối tượng Sinon, 19 tuổi, quốc tịch Lào, sử dụng xe máy chở một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khai thác nhanh, Non khai nhận trước đó 2 tiếng, người này cùng hai người Lào chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thị trấn vùng biên Lao Bảo. Đối tượng này được thuê chở người nhập cảnh với giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ nhiều người trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Thanh Hùng là người Việt Nam đang chờ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh đầy đủ để đi vào thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia. Qua đấu tranh, các đối tượng người Trung Quốc khai nhận được huấn luyện đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam Giác Vàng. Sau đó, tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi đến thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia để thiết lập các đường dây, móc nối với các máy chủ ở trong nước và nước ngoài, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kinh nghiệm làm gì?